bị thối, tại sao ngủ nguyên ngày rồi không chịu ăn uống gì hết. Nè, đây kìa. Anh đi lên bàn ăn cơm, mấy bạn đang đợi anh rồi, lấy của người ta 10 giây rồi. Wow, nay món gì ngon vậy? Sườn kho chua ngọt, kho nhiều đường lắm á. Múc cơm chưa? Lo lắng thì sườn kho chua ngọt mà nhiều đường. Thế vậy? Dạ, anh không ăn đường được. Tại sao không ăn đường được? Bình thường không ăn đường quen, không ăn đường được. Thôi. Đây cận cảnh cho các bạn coi. Mình kho chua ngọt từ thơm và cà chua. Mình đã có clip làm rồi nha. Clip này clip riêng để review thôi nha. Trời ơi, miếng sườn này, thịt này nó ngon luôn rồi. Ủa có ngọt gì đâu? Ừ, thì em làm sườn kho chua ngọt theo kiểu tự nhiên mà. Em lấy nguyên liệu tự nhiên mà. Em chỉ dùng một muỗng đường thôi. Một muỗng đường cho nửa ký thịt. Này kia nó không ngọt lắm, chứ còn bình thường người ta nấu như thế này, người ta nấu mấy muỗng đường thì đường nửa ký thịt. Tùy người ta nấu, với lại em pha loãng trong nước ra nữa rồi. Không, anh thấy đường nó hơi ngấm vô cà chua, cái cà chua nó ngọt nè. Còn cái thịt thì nó không có ngấm vô được. Này ăn thịt. Kho thịt vừa tới mà. Cà chua với thơm kho ra để lấy nước thôi, đâu phải để ăn sát đâu. Đó, cái này dành cho bạn nào ăn mà còn dạng như là khi mà bạn mới tập á, bạn quen với việc mà ăn đường bắt cắt đột ngột, nó giống như là thiếu thuốc vậy á, đúng không? Khỏi phải khó chịu lắm á. Thế nè, muỗng muỗng lấy muỗng này. Chiều nay anh có bà khách bà khóc lóc ỉ ôi khi mà bị anh bắt tại trận. Sao lại gọi là bà khách nhỉ? Có chị khách, sorry, vì chụp gọi là chụp hình gửi Milkland mà vô tình dính cái chai nước ngọt, mà cái chai nước ngọt đó có nhiều kiểu chai nước ngọt, tức là uống rất nhiều chai, mà trong các bức hình là rất nhiều bức hình có dính cái phần nước ngọt đó, nghĩa là không biết chụp làm sao mà cứ dính cái phần nước ngọt đó không. Chắc nước ngọt con chị đó uống không cỡ nào, anh hỏi ra mới ra là trời ơi chị thèm nước ngọt đó. Phụ nữ cảm thấy là khi mà thiếu nước ngọt giống như là thiếu cái sự giải tỏa sự căng thẳng và stress gì đó, nhưng mà biết sao được. Thì bạn phụ nữ càng cần... căng thẳng, các bạn phụ nữ thì còn sự ngọt ngào, nhưng mà nếu các bạn càng căng thẳng, các bạn càng uống stress, các bạn càng mập, các bạn càng căng thẳng. Các bạn phụ nữ đặc biệt họ sẽ bớt căng thẳng khi họ thấy mình đẹp và mặc được đồ đẹp, họ sẽ bớt căng thẳng này. Xu luôn nên hãy ăn cho đẹp nha. Phải cái món canh, ví dụ như canh như thế này, một tô canh này nhìn vậy thôi, nhiều to bự vậy chứ không nhiều calorie chứ. Toàn xương, thịt nạc, bắp, cái rau không mà, đâu bỏ đường đâu. Mà cũng tô bắp canh ngọt này. Rồi thay vì mà ăn ngọt từ bắp mà lại bỏ nhiều đường, mà nên để ngọt như cách nấu trong miền Nam nha. Họ lại bỏ nhiều muối, họ làm mắm để mặn như cách nấu ở miền Trung hoặc là miền Bắc. Ăn vô tăng mỡ nhanh dễ sợ luôn. Nên vấn đề là văn hóa ẩm thực là một chuyện, nhưng chúng ta ăn để chúng ta khỏe thì chúng ta phải biết cái thành phần dinh dưỡng, và chúng ta phải để ý đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta tự tạo nên thành phần chúng ta phải tạo nên những thành phần mới, những cái cách thức nấu ăn mới để tốt cho sức khỏe hơn. Bởi vì thế giới mà nó càng phát triển, các bạn phải càng nâng cấp mình lên, mà không thể nào cùng một công thức nấu ăn mà dùng cách đây 100 năm, khi con người 100 năm trước người Việt Nam mình đâu có biết là đường, carbohydrate, protein, thịt, đạm và vitamin, rau củ quả là gì đâu. Hả? Rồi. Nha. Chúc các bạn ăn món sườn kho chua ngọt này không lo tăng mỡ nha. Ừ, nên các bạn ăn nấu ăn các bạn cân tính toán con nhắc chút nha. Rồi đưa ăn nè. Ăn thanh lực nè. Anh nhẹ nhưng mà đang hàng trăm người coi đó, đang live stream đó. Tại sao không nhai mà nuốt? Biết đâu bà tử không? Anh có nhai mà. Anh ăn miếng cơm vô anh nuốt liền, tù tì. Anh ăn như vậy rồi mấy đứa học anh sinh có nó học nhai. Theo sao? Anh nhai rồi nè. Cái hàm của anh nó mạnh lắm. Không nhai. Được, phải nhai kỹ. Hiểu chưa? Nhai kỹ là đút miếng cơm vô bên nhai vậy hả? Rồi. Rồi, nát thành nước luôn á. Rồi, cắt nha.